Thử hình dung cảm giác bối rối chẳng biết làm gì tiếp để phát triển công ty sau một thời gian khởi nghiệp. Giống như Tâm, CEO Học viện Anh ngữ MePower. Sau 5 năm nỗ lực, Tâm và đồng sự đã mở 10 trung tâm, thu hút rất nhiều học viên. Thế nhưng họ không muốn MePower chỉ dừng lại ở đó, mà tham vọng mở rộng nó thành chuỗi trung tâm Anh ngữ hàng đầu Việt Nam. Tâm chợt nảy ra ý tưởng. Cô thiết kế hẳn một poster tuyên ngôn cho tương lai mới của MePower, rồi treo lên, mong nhân viên đọc xong sẽ cảm động mà hết mình cống hiến. Tuy nhiên, tất cả những gì mọi người nhìn thấy chỉ là lời hô hào sáo rỗng, không hơn. Chắc họ chưa đủ tin mình, hay do mình chưa đủ tầm làm sếp. Tâm cứ mãi nghi hoặc bản thân, cho đến khi cô thử cách khác. Mời đội ngũ quản lý cấp cao chung tay kiến tạo tầm nhìn, mở ra trường mới. Sau nhiều ngày bàn luận, cuối cùng họ cũng tìm thấy ước mơ chung, cải thiện tiếng Anh, cải thiện việc làm. Trong phút chốc, mọi cá nhân như hòa làm một, mỗi người đều trở thành một phần của sứ mệnh chung. Họ cùng nhau xác định bộ giá trị cốt lõi dẫn lối hành động trên hành trình vươn đến tầm nhìn. Giây phút ấy, văn hóa MePower mới thực sự tái sinh. Tầm nhìn thì đã rõ, nhưng việc mở thêm 40 trung tâm trong 4 năm quả là một thách thức. Tâm và đồng sự liên hệ với những người tiềm năng trong mạng lưới của mình, thậm chí chủ dù tứ xứ để tìm ra chuyên gia dạn dày kinh nghiệm. Vị chuyên gia hướng dẫn đội ngũ lãnh đạo vạch ra lộ trình tối ưu, giúp công ty tập trung nguồn lực hiệu quả để hiện thực hóa tầm nhìn. Học viện càng lớn mạnh, Tâm nhận thấy càng cần bổ sung những vị trí lãnh đạo tương ứng. Cô tuyển thêm nhiều nhân sự cấp cao cùng chí hướng và thăng cấp cho những quản lý hiện tại. Đội ngũ điều hành hùng hậu cho Tâm niềm tin về khả năng đạt được tầm nhìn. Cô không còn lung lay, mà ngược lại, bền tâm vững tiến. Song song đó, Tâm cùng các trưởng phòng tìm cách tối ưu hóa vận hành và trao quyền quyết định thông qua hệ thống KPI. Nhưng việc tổng hợp báo cáo của từng phòng ban lại quá lâu, nên họ tiến hành nâng cấp hệ thống phân tích kinh doanh. Nhờ vậy, họ có thể cập nhật thông tin theo thời gian thực và kịp thời nhận ra tín hiệu bất ổn. Giờ đây thay vì cảm tính, họ dùng dữ liệu để ra quyết định. Đến năm tiếp theo, MePower đã đủ lực để bứt phá. Chẳng may lượng học viên đăng ký có dấu hiệu giảm sút. Giám đốc học vụ như ngồi trên đống lửa, nhưng Tâm liền trấn an. Đừng lo, mình cùng tìm xem mấu chốt vấn đề nằm ở đâu. Vậy là họ triệu tập những phòng ban liên quan để thiết kế trải nghiệm khách hàng tốt nhất có thể. Từ đây họ phát hiện ra vấn đề. Người dân vùng cao phải đi rất xa từ nhà đến trung tâm đăng ký, bất tiện vô cùng. Vì vậy họ quyết định thực hiện chuyển đổi số để đưa thủ tục đăng ký lên website, tinh gọn quy trình nhập học. Không chỉ thế, họ còn mở các khóa học trực tuyến giúp học viên tiếp cận tiếng Anh dễ dàng, dù ở thành thị hay nông thôn. Cuối cùng, điều làm Tâm thao thức bấy lâu, nay đã có câu trả lời. Tăng trưởng thôi chưa đủ, mà cần tăng trưởng bền vững. Trên tinh thần đó, Tâm và đội ngũ chủ động tìm lời khuyên từ hội đồng quản trị về tiến trình hiện thực hóa tầm nhìn. Họ không ngừng khám phá những phương pháp tăng trưởng bền vững, để rồi nhận ra mọi đổi thay đều phải bắt đầu từ chính họ. Chính đội ngũ lãnh đạo trao quyền cho nhân viên và kết nối tầm nhìn cá nhân với tập thể. Lần đầu tiên trong đời, Tâm thấy mình xứng đáng với hai chữ lãnh đạo. Một người khơi nguồn cho những người khác tự tìm tòi và kiến tạo. Họ thừa thắng xông lên, đưa MePower trở thành một trong những nơi làm việc tốt nhất, giúp nhân viên nâng cao chuyên môn lẫn chất lượng cuộc sống thông qua chính sách thưởng minh bạch. Tâm gọi đó là cỗ máy hiện thực hóa giấc mơ. Những ngôi nhà, những chiếc xe và những ngôi trường mơ ước cho con em đều trong tầm tay. Mỗi nhân viên không chỉ là mảnh ghép còn thiếu của MePower, mà MePower cũng chính là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời họ. Người ta thường nói có công mài sắt có ngày nên kim. Sau 3 năm không ngừng nỗ lực, MePower chạm đến mục tiêu đã đặt ra sớm hơn 10 tháng so với kế hoạch ban đầu. Học viện đã lan tỏa sức mạnh thực thụ của ngôn ngữ, giúp học viên trở thành những đại sứ văn hóa, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa Việt Nam và thế giới. Đây chính xác là những gì MePower ấp ủ. Nhìn lại chặng đường đã qua, Tâm biết ơn từng khoảnh khắc thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả những nụ cười. Sự trưởng thành của bản thân và đồng đội cũng như niềm tự hào lớn lao khi góp sức phát triển nhân tài cho đất nước. Câu chuyện của Tâm và Học viện MePower đại diện cho trải nghiệm tự khám phá tâm thế lãnh đạo của bản thân trên hành trình vươn đến tầm nhìn. Có rất nhiều con đường khác nhau để người lãnh đạo chuyển hóa bản thân và tổ chức. Chúng tôi tin rằng bạn cũng sẽ tìm được lối đi riêng một khi kiên tâm lấy tầm nhìn làm định hướng.